Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Rời ghế giảng đường, Nguyễn Trung Hậu quê Quảng Nam trải qua nhiều công việc kinh doanh nhưng cuối cùng quyết định chọn nghề môi giới bất động sản tại thành phố Đà Nẵng. Có kinh nghiệm, kiến thức và đầu tư nghiêm túc nên trong khoảng thời gian ngắn đã thu được kết quả. Sau đó, anh may mắn đầu quân cho vài doanh nghiệp môi giới có uy tín và phân phối các dự án đất nền khu vực phía Nam thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam. Song, khi đại dịch Covid-19 đi qua, thị trường bắt đầu đi xuống, giao dịch trở nên khó khăn. Cá nhân đã nỗ lực và thay đổi về phương thức khai thác khách hàng, nhưng Hậu vẫn không cải thiện được tình hình. Hậu tiết lộ, khi thị trường khó khăn, gần như người môi giới bất động sản không có thu nhập, thậm chí nhiều tháng phải chạy mượn tiền để trang trải cuộc sống. Cũng trong giai đoạn này, thị trường miền Trung chứng kiến nhiều dự án gặp rắc rối về mặt pháp lý, khiến tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong khi vật giá và mọi chi phí sinh hoạt đều tăng cao, khiến anh và một vài đồng nghiệp không thể bám trụ được với nghề. Thay vì ở lại thành phố, chàng trai 9X quyết định về quê để tìm kiếm thử thách mới. Theo số đông địa phương, Hậu chọn công việc kinh doanh vòng trầm, lĩnh vực cạnh tranh không kém nhưng giúp anh có thu nhập ổn định, được gần bố mẹ. Tôi rất thích công việc môi giới bất động sản, nhưng theo dõi tình hình thị trường thấy khó khăn kéo dài, giao dịch giảm mạnh, doanh nghiệp thì thanh lọc nhân sự, nên bản thân quyết định dừng lại. Chuyển nghề giúp tôi có những trải nghiệm mới và thu nhập tốt hơn, Hậu chia sẻ. Hoàn cảnh môi giới chuyển việc, thậm chí bị doanh nghiệp sa thải vào 2023 kiểu như Hậu đang phổ biến trên thị trường địa ốc miền Trung. Hữu Lực, thành phố Đà Nẵng cũng quyết tâm bỏ nghề môi giới bất động sản, dù trước đó rất hào hứng với mơ ước kiếm tiền nhanh. Cựu môi giới này từng đầu quân cho doanh nghiệp có uy tín về phát triển dự án với số lượng nhân sự lớn và môi trường làm việc chuyên nghiệp. Thời gian đầu, những sản phẩm đất nền vùng ven tại Quảng Nam và Quảng Ngãi rất hút khách hàng và giao dịch đều đặn. Thậm chí, thời điểm dịch Covid-19 vẫn có thanh khoản. Nhưng mọi thứ trở nên khó khăn vào đầu năm 2023 khi thị trường bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế hay lãi suất cho vay tăng cao. Cảm nhận được thị trường khó khăn nên bản thân cùng một số đồng nghiệp tìm kiếm công việc mới. Tôi có gia đình nên cần có thu nhập đều đặn vừa đủ để trang trải cuộc sống. Lực nói và cho biết đang làm việc trong lĩnh vực khách sạn với mức lương dao động từ 8 đến 10 triệu đồng trên tháng. Dù không phải mức lương quá cao nhưng so với môi giới bất động sản thì cơ bản không bấp bênh. Tương tự, hơn 4 năm theo nghề và trải qua 3 doanh nghiệp bất động sản uy tín tại thị trường Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi, anh Võ Nam Quyền Sang nhớ lại, thời điểm dịch Covid-19, thị trường vẫn rất sôi động. Các bộ phận kinh doanh nhiều lúc áp dụng phương pháp bán hàng online nhưng giao dịch rất đều và người môi giới có thu nhập. Nhưng khoảng 6 tháng trở lại đây, nhiều doanh nghiệp chỉ hoạt động cầm chừng hoặc cắt giảm nhân sự để cân đối về tài chính khi thị trường đi xuống quá nhanh. Tôi phụ trách marketing cho doanh nghiệp bất động sản nên cũng không tránh khỏi ảnh hưởng bởi sự khó khăn chung của doanh nghiệp. Thời trước chạy quảng cáo online hay làm sự kiện thu hút rất nhiều khách hàng quan tâm, nhưng giờ chi phí tăng lên rất cao, tỷ lệ chuyển đổi lại thấp, anh Sang cho biết. Nhìn nhận môi trường làm việc bất động sản không còn phù hợp, Sang quyết định đầu quân cho doanh nghiệp ở lĩnh vực khác cũng như nhận thêm các dự án marketing về làm để tăng thêm thu nhập. Giờ đây, bản thân không còn những chuyến công tác kéo dài, bù lại công việc ổn định và có thêm thời gian bên cạnh gia đình. Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đã lên tiếng về tình trạng đáng báo động của các doanh nghiệp bất động sản và môi giới bất động sản. Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam Nguyễn Văn Đinh thông tin, theo khảo sát, hơn 90% doanh nghiệp môi giới bất động sản bị sụt giảm mạnh về doanh thu. Trên 95% doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô lao động. Chỉ 5 tháng đầu năm 2023, có 554 doanh nghiệp bất động sản giải thể, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp thành lập mới giảm 61,4% so với cùng kỳ năm 2022. Cũng theo báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản, hơn 95% môi giới bất động sản được khảo sát có thu nhập giảm so với năm 2022. Trong đó, hơn 14% cho biết thu nhập giảm 20-30% so với cùng kỳ. Hơn 54% cá nhân ghi nhận mức tụt giảm 30-40%. Khoảng 5% môi giới bị giảm trên 70% thu nhập. Số dự án đủ pháp lý mở bán đã khan hiếm, nhưng lượng khách hàng quan tâm còn ít hơn nhiều. Dù vẫn nhiệt tình chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng khách mới, giới thiệu nhiều thông tin hấp dẫn trên Facebook, Zalo, nhưng khách thường chỉ tham khảo. Họ có tâm lý, đợi giá nhà thấp hơn nữa mới xuống tiền. Hoa hồng nhỏ giọt cũng chỉ đủ chi phí tiếp khách và chi phí duy trì hoạt động văn phòng mà thôi. Anh Trịnh Văn Nam, chủ văn phòng môi giới bất động sản Nam Hưng, quận Hoàng Mai nói. Dân môi giới tay ngang, sống chủ yếu bằng hoa hồng, nên khi không còn giao dịch, buộc phải chuyển sang công việc khác. Chị Bùi Ngọc Quyên, quận Long Biên, dân môi giới bất động sản tay ngang khá tự tin với kinh nghiệm hơn 15 năm trong nghề của mình. Chị luôn tâm niệm, chăm chỉ làm việc để tín hiệu tốt từ khách hàng. Nhưng từ đầu năm 2023 đến nay, thị trường vẫn chưa có tín hiệu tốt như mong muốn. Tôi chỉ bán thành công một căn nhà 5 tầng trong ngõ nhỉnh hơn 4 tỷ đồng và một căn chung cư cũ giá 2,4 tỷ đồng. Hiếm khách mua nhà thì tôi chuyển sang môi giới căn hộ chung cư cho thuê. Thị trường này sôi động hơn chút, nhưng chi phí hoa hồng không đáng là bao.
Tình hình này thì Tết năm nay chắc chắn khó khăn hơn rất nhiều. Chị Quyên than phiền. Môi giới bất động sản mong đợi một loạt các sự kiện thay đổi cụ thể trong năm 2024, ảnh hưởng đến cách họ làm việc và triển vọng của thị trường bất động sản. Thị trường khôi phục. Môi giới bất động sản hy vọng vào sự hồi phục mạnh mẽ của thị trường trong năm 2024 sau một thời gian đầy khó khăn và không chắc chắn. Các sự kiện quốc tế và quyết định chính trị, chẳng hạn như việc tiêm vaccine và cải thiện tình hình dịch bệnh sẽ có tác động đáng kể đến tâm lý người dân và doanh nghiệp. Sự tin tưởng trong nền kinh tế và thị trường bất động sản sẽ trở thành yếu tố quan trọng khiến cầu từ các nhà mua và thuê bất động sản tăng cao. Khả năng tiếp cận vốn vay với lãi suất thấp cũng có thể tạo động lực cho những người muốn đầu tư vào bất động sản hoặc mua nhà ở. Điều này có thể thúc đẩy hoạt động giao dịch và động lực cho thị trường. Tuy nhiên, môi giới cũng nhận thấy rằng việc dự đoán và dự báo trong bối cảnh biến động vẫn khá phức tạp, sự cân nhắc cẩn thận và sự đánh giá kỹ lưỡng về rủi ro và triển vọng sẽ luôn là điều quan trọng trong quyết định đầu tư và mua bán bất động sản. Điều này giúp người mua, người bán và môi giới tham gia vào thị trường với sự tự tin và hiểu biết rõ ràng về tình hình. Năm 2024 dự kiến sẽ đánh dấu một sự phục hồi cho thị trường bất động sản và môi giới bất động sản sẽ cố gắng tận dụng mọi cơ hội và thách thức để cung cấp giải pháp tốt nhất cho khách hàng của họ và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp. Tăng trưởng trong phân khúc nhà ở. Môi giới bất động sản đặc biệt lạc quan về triển vọng của phân khúc nhà ở trong năm 2024. Có một số yếu tố ảnh hưởng tích cực đến tình hình này. Trước hết, nhu cầu từ phía người mua nhà vẫn duy trì ổn định và thậm chí tăng cao hơn. Điều này có thể do những gia đình trẻ muốn có nhà riêng và sự ổn định trong thời kỳ bất ổn. Thêm vào đó, với việc làm từ xa và xu hướng làm việc tại nhà gia tăng, nhu cầu về không gian sống tốt hơn và thuận lợi hơn đã thúc đẩy nhu cầu mua nhà. Chính phủ cũng đã đưa ra các chính sách hỗ trợ để kích thích thị trường nhà ở. Việc duy trì lãi suất thấp giúp giảm áp lực tài chính đối với người mua và khuyến khích vay mua nhà. Ngoài ra, chính phủ cũng đã áp dụng các biện pháp giảm thuế và hỗ trợ cho những dự án phát triển nhà ở tầm trung, giúp giảm giá bán cho người mua. Phân khúc căn hộ tầm trung cũng được dự đoán sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Với dự án căn hộ đa dạng và các tiện ích khu dân cư, nó trở thành sự lựa chọn hấp dẫn cho nhiều người dự định mua nhà hoặc đầu tư. Sự phát triển hạ tầng và cơ sở vật chất tại các khu vực trung tâm và ngoại ô cũng làm cho căn hộ tầm trung trở nên lôi cuốn hơn. Chính sách và quy chế mới. Môi giới bất động sản sẽ tiếp tục đặc biệt quan tâm đến sự thay đổi trong các quy định và chính sách liên quan đến bất động sản trong năm 2024. Những điều này có thể ảnh hưởng đến cách họ thực hiện công việc của mình và cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Một trong những vấn đề quan trọng mà môi giới theo dõi là chính sách tài chính và lãi suất. Một biến động trong lãi suất cơ bản từ ngân hàng trung ương có thể ảnh hưởng đến mức lãi suất cho vay và vay mua nhà. Mức lãi suất càng thấp thì càng kích thích hoạt động mua bán bất động sản, nhưng cũng có thể gây ra sự tăng giá trong thị trường bất động sản. Môi giới sẽ phải đưa ra lời khuyên dựa trên tình hình lãi suất hiện tại và dự đoán. Ngoài ra, quy định thuế cũng có thể thay đổi và ảnh hưởng đến các quyết định đầu tư và giao dịch. Chính phủ có thể thực hiện chính sách thuế mới để kiểm soát thị trường bất động sản hoặc khuyến khích đầu tư. Môi giới cần theo dõi những thay đổi này để thông báo cho khách hàng về tác động tài chính và thuế của việc mua, bán hoặc đầu tư vào bất động sản. Ngoài ra, quy định về kinh doanh bất động sản cũng có thể thay đổi để đảm bảo tính minh bạch và tránh gian lận. Môi giới cần nắm rõ các quy định này để tuân thủ và cung cấp thông tin chính xác cho khách hàng, điều kiện thị trường của địa phương. Môi giới bất động sản sẽ tiếp tục tập trung vào việc đánh giá điều kiện thị trường địa phương và các yếu tố cụ thể trong năm 2024. Họ thấu hiểu rằng mỗi khu vực có sự biến động riêng biệt trong giá bất động sản, cung cầu và tình hình kinh tế. Và điều này đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp lời khuyên cho khách hàng và định hình chiến lược kinh doanh. Một trong những yếu tố quan trọng mà môi giới sẽ xem xét là giá bất động sản. Giá có thể biến đổi đáng kể theo thời gian và địa điểm. Sự hiểu biết về xu hướng giá và dự đoán về hướng đi của thị trường sẽ giúp môi giới đưa ra các gợi ý hợp lý để mua bán hoặc đầu tư. Cung cầu là một yếu tố quyết định trong tình hình thị trường bất động sản. Môi giới cần theo dõi sự biến đổi của cung cầu trong khu vực của họ. Nếu cầu cao hơn cung, giá có thể tăng lên và ngược lại. Điều này ảnh hưởng đến quyết định mua, bán và đàm phán giá. Tình hình kinh tế cũng là một yếu tố đáng xem xét. Thị trường bất động sản thường phản ánh tình hình kinh tế chung và tại mỗi khu vực cụ thể, hiểu biết về tình hình kinh tế, việc làm và dự báo kinh tế sẽ giúp môi giới cung cấp thông tin hữu ích và phù hợp cho khách hàng của họ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.